cái trà chanh nhỏ, có ai xuống tâm thế nó sẽ bóc. Rồi chỉ coi coi mấy đứa ra không gì nha. Anh chặt rồi. Bà bóc đây. Bóc bà này. Đây. Đây. Uống kiều. Mẹ ấy. Uống riêng rồi. Chào cả nhà. Hôm nay để theo lời yêu cầu của các cháu mình làm món mì Ý để cho các cháu thưởng thức. Nên mình đã đi chợ mình mua các vật liệu như sau đây. Là xúc xích nè. Trước tiên là mì Ý, rồi xúc xích, rồi cà chua, củ hành tây, ngò, hành lá và cái thịt bò. Thịt bò xay rồi cái gia vị để hỗ trợ cho có cái mùi thịt bò nó đậm đà. Trước tiên thì mình đi luộc cái mì này, luộc khoảng chừng 15 phút mì nó mềm, rồi mình luộc ra mình xả nước, rồi mình chế vô một miếng dầu để cho nó được dính với nhau, để sau đó mình chế sốt bò vô là dùng được. Nước sôi rồi mình chế vô chút xíu dầu lên để trong khi mình luộc nó không bị dính nha. Bây giờ con sẽ cắt cà cái bò bảy đi một hồi là nước sốt của mì Ý. Cái phần cà này mình cắt bỏ ngọt lấy cái. Cái phần cà này con cắt xong rồi, một hồi con sẽ để vô máy xay xay. Còn bây giờ con sẽ cắt củ hành để một hồi xào chung với thịt bò. Thế đó thơm. Cái xúc xích này con sẽ cắt ra xéo xéo đi một hồi mình để lên mì Ý nha. Bây giờ tới mình ướp thịt bò nha cả nhà. Trước tiên là mình để nhà mình có gì mình làm cái đó, cho nên bữa nay mình không có hành tím, mình có chỉ có gốc hành lá thôi với tỏi. Trộn đều vô cho nó thơm. Mình ướp vô muối tiêu. Đây bằng hạt nêm. Xíu một ít đường, thêm một muỗng tương cà cho nó màu nó đẹp. Thì chín mình vớt ra mình ngâm mà. Mình ngâm nước lạnh, mình xả vào mới một thao nước lạnh, rồi bây giờ mình vớt ra cho nó ráo. Ồ, một bịch gì mà thấy nhiều dữ ha các bạn. Nhiều. Này là mỗi đứa hai dĩa là có nè. Món này món này là chắc mỗi anh là hai dĩa. Mỗi anh đứa hai dĩa. Món gì đâu mà nó khoái. Nhất như vậy, món này với món gà rán ha. Nít nó khoái. Mình làm chủ yếu là món ăn cho cháu mà, cho nên món nào cháu thích thì này. Bây giờ các cháu mình đã đi học về rồi, cho nên giờ mình bắt đầu mình xào nha. Xào thịt bò rồi mình mới làm sốt. Đáng lẽ mình xào bằng bơ nhưng mà giờ cháu mình có gì làm nấy, mình không có bơ cho nên mình xài bằng dầu. Cái này mì Ý Việt Nam. Bơ mình đã ướp xong rồi, bây giờ mình bắt lên mình xào nè.
Mình tàu lửa lớn nha các bạn. Rồi thịt bò mình để vừa chín nè. Rồi mình để xúc xích vô. Cháu mình nó thích ăn xúc xích cho nên mình để thêm. Củ hành mình vừa héo là mình tắt lửa, mình cho ra dĩa được rồi. Bây giờ tới mình xào sớt cà như các bạn. Giờ mình cho dầu vô rồi dầu nóng mình cho tỏi vô cho thơm. Cái này là mì mì Ý Việt Nam. Phiên bản mì Ý phiên bản Việt Nam. Rồi tỏi thơm rồi mình để cà vô. Cà này mình xay, xay dĩa vô. Mà muốn cho có màu đẹp mình thêm tương cà. Với cái mùi nó cũng đẹp, cái mùi cũng ngon. Có mùi tương cà nó có cái mùi ngon. Rồi bây giờ mình thêm một cái gói gia vị này của đứa em nó bên Pháp về nó cho nè. Mình thêm vô cho nó đậm đà. Nó cũng là hương vị của bột canola. Này mình cũng mới thêm thử coi nó làm sao chứ mình cũng chưa có làm lần nào. Nhưng cái mùi này là cũng là mùi bò đó. Giờ mình cho bột năng nè, bột năng mình pha với nước mình cho vô để cho nó rắc những khóa chất sền sệt đó để nó bám vô cái cọng mì đó. Nó ngon. Rồi đưa đây vào quậy coi. Bây giờ mình thêm vô một ít đường. Mình cũng không biết bật lên. Bây giờ Mỹ của bà làm cũng nhiều nè, nhiều lắm. Thôi cho con đổi lại cho Mỹ nha. Rồi. Hấp dẫn quá. Cái này là Mỹ phiên bản bà Bảy nha. Mỹ bà Bảy. Món Mỹ của bà Bảy con đã làm xong theo yêu cầu của hai em. Cũng tới giờ ăn trưa, con mời cả nhà cùng ăn với gia đình con nha. Con mời bà Bảy ăn, con mời hai đứa em ăn, mời bà nội ăn, con mời bà Bảy ăn. Cảm mời cả nhà con. Mời bà Hạnh luôn. Mời bà Hạnh ăn mì Ý. Mì Ý phiên bản Việt Nam. Dẫn lên. Ngon quá. Cảm ơn bà Bảy làm món này cho con với anh chị nha bà Bảy. Bà Bảy. Bà Bảy làm lần đầu tiên mà đạt yêu cầu phải không? Dạ. Hai đứa em có ăn sốt nào bị mất chồng? Có. Rồi, con ăn tương ớt không? Được rồi. Mình có chai tương ớt kìa. Có, tương ớt. Có hả? Dạ. Rồi đi lấy chai tương ớt.
ăn Mỹ mà mất tương ớt là mất ngon nha cả nhà. Nó cũng mới vừa thêm tương ớt nè. Dạ, có tương ớt là ngon nhất. Con thấy cái độ mặn vừa ăn chưa? Dạ, vừa thêm rồi. Tương. Dạ vừa rồi. Vừa ăn rồi thấy không? Bỏ hai đứa yêu cầu tụi bảy làm món mì Ý, giờ tụi bảy làm mấy đứa, giờ mấy đứa nữa yêu cầu nữa rồi để có làm được không? Thì mấy đứa nghĩ cho coi là bây giờ mình ăn món gì thì phép giờ hay là mình ăn món đỡ đi, hỏi kiếm tiền nữa ha. Hoặc là cơm chiên Dương Châu. Dạ, giờ mình hỏi bà bảy là bà bảy làm được không? Bà bảy làm được cơm chiên Dương Châu bà bảy. Được. Dạ. Món nào bà bảy cũng biết làm hết trơn. Chắc là không biết bà bảy tìm hiểu thêm. Dạ. Lần đầu tiên mình làm món mì Ý mà các cháu mình thích quá, nó ăn xem ngon quá. Cho nên mời cả nhà xem clip sau, mình sẽ làm cái món cơm chiên Dương Châu cho các cháu theo lời yêu cầu của các cháu. Ngon là ngon quá nè. Con cho nợ 10 điểm luôn. Ăn hết dễ luôn vậy đó hả? Ăn dễ luôn. Con cái dễ ra rồi mà cái nó con cứ nhức 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 quá luôn rồi. Nhức nhức luôn hả? Món mì Ý của gia đình con tới đây là kết thúc. Clip cũng đã dài. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho một like, một đăng ký. Bye bye cả nhà. Bye bye.